quý khán giả, thật là vinh hạnh khi 6 năm còn gặp lại được một vị linh mục nổi tiếng ở trong cộng đồng của chúng ta khắp nơi trên thế giới, không riêng gì với Tân Tây Lan, với Orange County, mà Ngài đi rất là nhiều nơi. Anh Trần Quốc Bảo sẽ giới thiệu linh mục Nguyễn Hữu Lễ ngày hôm nay. Thưa anh Du Miên và thưa quý vị, giới thiệu linh mục Nguyễn Hữu Lễ là tôi nghĩ là cái chuyện đã hơi thừa anh Du Miên. Nếu có thể giới thiệu linh mục Nguyễn Hữu Lễ thì tôi chỉ cần nói một câu thôi, là một vị linh mục bị tù đầy Cộng sản 13 năm mà quý vị đều biết, thể hiện qua quyển tác phẩm Tôi Phải Sống đã trình bày lại cái quãng đời đi tù 13 năm đó. Nhưng mà trên đó, thưa anh Du Miên và thưa quý vị, đó, có lẽ cái câu nói này nó tóm lược toàn thể cái quan niệm, cái hoạt động, cái mục đích của linh mục Nguyễn Lễ. Đó là câu: trước khi làm linh mục, tôi là người Việt Nam. Điều đó để nói lên tất cả cái tấm lòng của linh mục đối với đất nước. Dĩ nhiên đối với đạo, đối với tôn giáo là một lĩnh vực. Nhưng mà qua câu nói đó thì quý vị cũng biết được cái tâm nguyện của linh mục Nguyễn Hữu Lễ như thế nào. Và chắc chắn là trong những giây phút tới đây, thưa anh Du Miên và thưa quý vị khán giả, chúng ta sẽ có nhiều dịp để tìm hiểu thêm cái chuyến đi. Vâng, thưa anh, nghĩ là bên Phật giáo thì người ta có nói là cái duyên. Nhưng mà thật sự là không phải riêng Phật giáo, mà là tất cả ai cũng đều có duyên lành hết. Thì có phải là sau 8 năm, bây giờ thì linh mục có thể cho biết là sau 8 năm, duyên cớ nào mà linh mục đi qua thăm Mỹ? Để có thể ngồi đây để chia sẻ với quý vị. Vâng, trước tiên phải nói rằng một số bà con chúng ta ở trên Orange County nói riêng và Mỹ nói chung cũng đã biết tôi một lần nào đó. Nếu mà quý vị nào đã gặp rồi thì đây là lời chào tái ngộ. Còn nếu tất cả quý khán thính giả nào mà chưa biết thì tôi xin gọi là chào làm quen. Tôi đến từ một đất nước rất là xa và nhiều khi nghe nói có nhiều người chưa hình dung nó nằm ở đâu nữa. Thật sự ra tôi phải bay 13 tiếng rưỡi đồng hồ từ Auckland, thành phố tôi ở, tới Los hôm cách đây một tháng. Và cái lý do hôm nay tôi đến đây sau thời gian khá lâu đó là tôi đến đây vì một cái nhiệm vụ chúng tôi làm việc chung với anh em trong cái lực lượng dân tộc cứu quốc mà anh Trần Quốc Bảo với lại anh Nguyễn Thanh Trang, anh Đỗ Như Điện và cá nhân tôi cũng thành lập trong đó cách đây 12 năm. Lần này chúng tôi bay đây vì cái đại hội lần thứ 6 của lực lượng. Đây là hội rất là quan trọng bởi vì để đánh dấu một thời gian, tôi coi là một con giáp đó. Nó có những cái đường đi tới và cũng có những cái trở ngại và thay đổi nhân sự. Đây là một đại hội vô cùng quan trọng mà anh em cũng nghĩ rằng tôi nên phải có mặt. Mặc dù cách đây một thời gian thì anh biết thôi, cũng sức khỏe cũng hơi kém vì lý do thứ nhất là tuổi tác, thứ gì là như anh Bảo nói đó, tôi bị đánh đập hơi nhiều và đánh nhiều lắm, đánh nhiều quá chứ không phải là hơi nhiều, cho nên nó không có cái phần suy giảm. Nhưng mà làm cái đó, là khi tôi qua đây đó, tất cả quý khán giả thấy coi là tôi đang mặc cái áo lạnh là bởi sao vậy? Bởi xứ tôi bây giờ là đang mùa hè, từ mùa hè mà qua mùa đông bên đây nó Du Miên nó vâng, là tôi bị trở ngại lắm, cho nên tôi đây hơi khó chịu trong người. Nhưng mà từ khi qua Mỹ gặp lại anh em làm việc trong cái hội nghị chúng ta, tôi đi qua miền Đông và trở về Bắc về Nam Cali với tất cả cái nhiệt tình yêu mến và tình thương anh em, tôi thấy tôi tại khỏe ra. Mà cách đây như vậy là đúng được một tháng, đúng một tháng rồi. Qua đây là lần này đúng một tháng. Sau 8 năm, sau gần 8 năm mới trở lại nước Mỹ. Như vậy thì trước khi mà đến Lý Đô Sài Gòn này, linh mục đi qua những vùng nào của Cali hay là của Hoa Kỳ? Vâng, bởi vì chúng tôi họp nhau đó là vào cuối tháng 10. Thì sau cuối tháng 10 là tôi phải đi ngay qua miền Đông rồi bởi tôi sợ lạnh. Họp ở San Jose, Bắc Cali. Vâng, đi miền Đông tôi sợ là mùa đông nếu trễ quá, miền Đông lạnh, tôi đi qua đó cũng 10 ngày. Một kỷ niệm rất đẹp. Sau 11 năm tôi trở lại miền Đông thì ngoài cái việc mà gặp gỡ lại anh em bạn tù hay là thân ái thì anh em kết nghĩa với tôi đó là anh Đặng Văn Thụ, em của Đặng Văn Tiếp, và tôi kể lại trong cuốn sách Tôi Phải Sống về trường hợp mà anh Đặng Văn Tiếp và cá nhân tôi đã tổ chức vượt ngục
thất bại và anh Tiếp bị đánh chết trong trong tù cộng sản. Là dân biểu đó. Dân biểu Đặng Văn Tiếp đó, chắc nhiều người biết. Và xác anh Tiếp đó nằm chồng cái xác của tôi. Tôi với anh Tiếp đó, anh em kết nghĩa với nhau, cho nên về sau này đó, Tiếp chết rồi thì tôi lại kết nghĩa với Đặng Văn Thụ. Là chúng tôi coi nhau như là ruột thịt, và tôi ở đó cách đây là 30 năm rồi. Khi đến đó thì phải nói là rất cảm động, phải nói rất cảm động. Tôi đi thăm mộ những người thân yêu của tôi đã qua đời, thí dụ như là giáo sư Nguyễn Khổng Bích. Đấy là cái điều mà tôi nhắc lại với sự cảm động. Rồi thì thăm một vài bạn tù mà lớn tuổi rồi không có còn đi đứng được. Và sau đó thì một buổi trưa Chủ nhật nắng ấm vào đầu tháng 11, có khoảng chừng 100 người, bạn bè, thân hữu, anh em này kia đến gặp tôi tại nhà của anh Thụ. Trong một bữa gặp gỡ hết sức là thân mật và hết sức cảm động. Đó là một cái sự an ủi rất là tốt đẹp. Và phải nói bữa đó thì tôi hơi bận rộn, bởi vì các anh em bên TV bên đó anh em biết rồi, quen biết không à, chứ không ai xa lạ hết á. Thì anh em đến hỏi han rồi phỏng vấn rồi trò chuyện, phải nói rằng rất là bận rộn đó. Trên đường về tôi ghé qua thành phố Indianapolis ở bên bang Indiana, có một người bạn của tôi bị stroke, bạn thất thân ở Việt Nam, bây giờ nằm lâu năm bên đó. Tôi ghé thăm một đêm thôi để thăm người bạn, sau đó tôi trở về Berkeley, tôi ở thành phố Tracy ở bên thành phố mới mà. Và sau đó thì tôi có để mấy ngày lên trên thành phố Sacramento, cũng nơi đó anh em cũng đông, thăm lại bạn bè. Rồi tôi trở về đây cách đây cũng hơn một tuần lễ rồi, thì cũng gặp gỡ anh em. Ngày sáng qua thì cũng có đi dự một cuộc gặp gỡ, không có đông lắm nhưng mà cũng 30 anh em gì đó, tại cái chỗ tôi ở chỗ Westminster đó, cũng gần đây thôi. Rồi thì tôi đi dự làm mạng lưới nhân quyền, lúc nãy trong chương trình coi tôi có thấy đó. Thì nói chung là tôi đi chuyến đi ngày này, sáng người tâm sự với anh Bảo, trời thôi tôi đi qua tôi bệnh quá, bây giờ tôi thấy tôi khỏe ra. Ồ, là hay là cái tình anh em và cái bầu khí nước Mỹ làm cho tôi thấy tôi sống lại những cái ngày mà tôi làm việc rất nhiều tại nước Mỹ này. Đó là lý do tại sao tôi qua đây đó, thưa anh Du Miên. Vâng, thưa Linh Mục, là với cái khoảng thời gian xa cách thì Linh Mục quay trở lại có thấy nước Mỹ này có thay đổi gì không? Câu hỏi này thì tôi phải phân tách làm hai. Nếu nói về phương diện bên ngoài đó thì cuộc sống nước Mỹ vẫn là một cuộc sống như tôi thấy cách đây 80 năm trước, một khi còn hơn đó. Nghĩa là dân chúng vẫn sinh hoạt bình thường và nước Mỹ vẫn là nước Mỹ với cái sự sinh hoạt sôi động của một quốc gia đứng hàng đầu về tự do dân chủ thế giới. Đó là về mặt bên ngoài. Nhưng bên trong đó thì tôi thấy nước Mỹ kỳ này nó có một cái vấn đề về cái sự nội bộ. Thì chuyện đó tôi không phải là nước này thành không rành lắm, như thấy như là nó có một cái sự âm ỉ nào đó trong cái lòng dân tộc Mỹ, sự sinh hoạt về chính trị đảng phái chẳng hạn, hay là về phong trào này đó. Điều đó tôi thấy thưa tôi thấy khá rõ. Và bên kia tôi vẫn theo dõi mặc dù tôi không phải là dân Mỹ. Và thấy bạn bè lớn tuổi đều già thêm tuổi rồi không lên bậc. Cái đó thì nói ra nghe buồn, thật sự nói đó, một trong những điều mà làm cho tôi hơi buồn đó là tôi thăm lại bạn bè, người nào người nấy có vẻ kêu bằng chậm chạp. Tôi hỏi mấy đứa nhỏ, mấy nhỏ tôi hỏi nó điện thoại tôi thì tôi hỏi con năm nay con được 30 tuổi chưa, cha ơi năm nay con gần 70 rồi. Tôi nói chết cha rồi, vậy tôi già thấy mẹ tôi rồi. Mà hồi xưa mấy đứa nhỏ tôi bên này cách đây 30 năm nó mới có 2-3 tuổi thôi. Bây giờ hỏi nó con đi sắp ra trường. Rồi tôi hỏi hồi xưa thanh niên, hỏi bây giờ con 4 năm chưa, trời ơi con gần 70 rồi. Thành ra đó là sự thay đổi của thời gian. Thành ra đó là một điều mà thực tế cuộc đời hả Du Miên ơi? Vâng, kính thưa quý khán giả, Linh Mục người hưu lễ thì đối với chúng tôi nhớ có một lần, không phải là ở đây, mà tôi đã gặp Linh Mục người văn lễ ở trong diễn hành văn hóa quốc tế. Thì ngày đó là cái ngày mà người ta được biết nhiều tới cái ước nguyện của Ngài, đó là đòi lấy tên lại thủ đô Sài Gòn của chúng ta. Và cho dù là trên hình thức chưa có, nhưng mà trên thực tế thì cái sự tác động ao ước đó, cái chữ Lý Lô Sài Gòn này nó cũng bắt nguồn từ cái chữ phố Sài Gòn, tức là mình mơ được ở Sài Gòn. Và bây giờ Linh Mục là cái người mà khởi xướng đòi lại tên Sài Gòn. Người dân đã trả
là tên đó, Linh Mục có biết điều đó không? Vâng, thưa anh, cái chuyện này, đã nói chuyện này phải nói tới thân người bạn thân của tôi là anh Bảo. Chúng tôi đã gặp nhau trên 30 năm và phải nói là như anh nhớ nói cái gì có cái duyên. Như có cái duyên gì đó. Vâng. Khi chúng tôi gặp nhau, làm việc chung thì thấy có cái sự quý mến nhau và cái sự là cộng tác với nhau. Từ đó đến nay anh Bảo với tôi luôn luôn làm những, nếu mà nói theo cái chữ mà kêu trong giáo ngoặc đó, là một cặp bài trùng. Phải nói rõ vậy. Yeah. Là trong nhiều phương diện thì vấn đề phong trào quốc dân rồi trả lời Sài Gòn đó là cũng làm việc giữa anh Bảo và tôi. Và chúng tôi đã làm việc rất là nhiều. Mà nghĩ rằng trong cuộc tranh đấu đối với chế độ cộng sản chống độc tài, nghĩa là phải làm thế nào mà chế độ đó không thể nào còn tồn tại trong quê hương mình được á, thì nó có nhiều cách. Có người thì nghĩ đến chuyện vũ lực, có người thì nghĩ đến chuyện này cái nọ. Như chúng tôi nghĩ đó là mình phải tranh đấu bằng cái phương thức mà khả năng mình ra là một cái cây, chúng tôi chặt những cái rễ từ 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 của nó. Đó một trong cái rễ mà chế độ cộng sản nó bám trên quê hương mình đó là cái tên Hồ Chí Minh. Ở đây tôi sẽ nói rõ, cái tên Hồ Chí Minh đó là một nỗi ám ảnh của dân tộc mình. Cái tên đó bây giờ đó là một cái bệ mà chế độ cộng sản nó xây dựng nó để tồn tại. Chính mắt tôi sau khi ra tù, tôi đã vào Lăng Ba Đình để tôi quan sát, chứng kiến tận mắt cái thây ma đang thối rửa nó như thế nào và cách mà chế độ cộng sản đã bày cái trò tôn thờ xác chết chưa chôn đó để khai thác chính trị ra sao. Và điều đó, đó tôi thấy rằng đó, cái tên Hồ Chí Minh bây giờ nó dùng như thêm món hàng và cái đó nhiều cái bệ để xây chế độ. Và chúng tôi cố gắng chặt rễ đi bằng cách là tôi cho người dân nói Việt Nam nói chung và miền Nam nói riêng, cái tên thành phố Sài Gòn thân yêu chúng ta đẹp đẽ vô cùng, đó là linh hồn miền Nam, nó là cái giá trị tinh thần của toàn thể dân tộc miền Nam. Tại sao bây giờ sáu tầng rồi, thắng tầng rồi đó, thì Việt Cộng là đặt cái tên quái quỷ đó lên trên thành phố thân yêu của chúng ta. Mà tôi thật ra nói, trước cái ngày 30/7/75 đó, tôi dân miền Vĩnh Long mà, con nít xứ tôi đã nghe chưa, mà nghe nói tên Hồ Chí Minh nó té ra quần, nó té đáy ra quần, nó sợ giữa ác quỷ. Và bây giờ tự nhiên đặt cái tên đó lên trên thành phố thân yêu của tôi, của dân tộc, của miền Nam tôi, của dân tộc tôi, làm sao chịu được. Đó là điều mà chúng tôi phát động ra phong trào quốc dân đòi trả lời Sài Gòn. Tôi dư biết rằng đó là bao lâu Việt Cộng còn thì không bao giờ nó trả. Tôi dư biết rồi đó. Có người nói là ô trời lễ điên quá, tranh đấu không tranh đấu gì, bây giờ đòi cái tên không, nó không trả đâu. Không. Nhưng mà đó là một sự đào cái rễ đó. Và thưa anh, đúng, anh nói đúng, bây giờ đó chưa thực tế trên giấy tờ, chưa trả. Nhưng trong lòng người dân miền Nam nói chung, nói riêng và dân Việt Nam đó, không một ai mở miệng ra cái tên thành phố Hồ Chí Minh đó. Ok, Sài Gòn hết. Chỉ tên giấy vâng, tờ. Vâng, thưa cảm ơn. Hay mà nếu có nói là nói bằng thành phố thôi. Đó là lý do tôi... Vâng, thưa cảm ơn Linh Mục. Chúng tôi sẽ nghỉ một vài phút để quảng cáo. Chút xíu nữa chúng tôi sẽ quay trở lại cùng quý vị. Thưa quý khán giả, để tiếp tục phần tâm tình chúng tôi dành một buổi sáng đặc biệt này, tại vì 8 năm xa cách bây giờ mới gặp lại mà, thì biết bao nhiêu vật đổi sao giờ. Ngày xưa mình ăn tô phở có mấy đồng, bây giờ lên tới 19-20 đồng, nếu uống ly cà phê nó thành 22-25 đồng chứ, thêm tiền tiếp nữa vô là tròn trèm 30 đồng rồi. Cho nên cái vấn đề nó cũng thay đổi rất nhiều, nhưng mà cái ý chí và cái nụ cười của Linh Mục Lễ vẫn còn nguyên, còn đẹp trai hơn, còn đẹp trai hơn. Thì cái bí quyết nào nhờ ở bên đó có mặt ông nổi tiếng nhất thế giới hay tại sao? Bí quyết đó có thể là cái bầu khí tân Tây Lan đó, nó không có quá thay đổi nhiều như là ở Mỹ. Mỹ thì nóng thì nóng quá, lạnh lạnh quá. Còn Tân Tây Lan thì khí hậu nó giống đời khá giống như Đà Lạt vậy, cũng nóng cũng lạnh, nhưng mà cái đó mình không thấy rõ rệt lắm đâu. Cái thiên nhiên đó nó làm cho mình dễ chịu. Tôi rõ cho tôi 32 năm nay rồi, nó dễ chịu. Và thứ gì nữa đó,
tôi thấy dạ, xin lỗi, Peter chiếu dùm cái hình số 11 đó Peter, để cho chiếu cái hình bản đồ của Tân Tây Lan, cái vị trí Tân Tây Lan, vâng, để vâng. cho quý vị khán giả đồng hương của chúng ta nếu chưa biết đó thì định được cái vị trí nó như thế nào. Vâng. Yeah, yeah. Tôi nghĩ rất nhiều người chưa biết bởi nó nhỏ, vâng. nó nhỏ. Vâng. Nếu Úc Châu tao biết hết. Còn hình số 11 đó, đó. Thấy Úc Châu xa ra nó lớn to đùng. Yeah. Còn bên cạnh nó có người của Hoài Lan đó, cũng Hoài Lan chia làm đôi giữa đó, đó là New Zealand. Mà thấy cái chữ đầu tiên Auckland đó, thì Auckland AUCK là nơi tôi ở. Và chiếu giùm cái hình số 12 để chỉ riêng cái bản đồ đó để thì nó chia làm đôi, thủ đô nằm ở giữa, bên thủ đô cách với đảo Nam bằng một cái con đường phà 3 tiếng đồng hồ phà. Và đại đa số dân chúng á thì sống ở trên miền Bắc. Còn miền Nam á thì nó còn khá hoang dã và cảnh đẹp thiên nhiên, thì tôi không phải nói mình vẽ bùa mà đeo cho thiệt sự. Tôi không nghĩ tới thế giới này có nơi nào cái thiên nhiên đẹp bằng New Zealand, nhất là đảo Nam. Bây giờ dân số đó, thì tất cả dân số thì tôi tới giờ này tôi nghĩ là 5 triệu toàn thể dân số. Cái diện tích của Tân Tây Lan nếu còn đi lại đó thì nó bằng chừng 8 phần 10 Việt Nam. Nói vậy dễ hiểu hơn. Rồi, và cái số nhiều nhất là gì? Là cừu. Cừu đó thì có thời gian thì tôi cũng thấy đồng thống kê đó, có chừng 70 triệu con cừu. Hoặc bây giờ tới chừng 40 triệu con cừu. Và cái xứ đó là xứ chăn nuôi. Và xung quanh toàn là biển. Đây là quốc gia hải đảo. Cho đến lúc nào cũng mát. Mát. Ban đêm á, thì ở những vùng miền Nam á, thì lạnh bởi vì miền Nam gần Nam Cực. Cho miền Bắc chúng tôi á, thì nó trên xa hơn cho đỡ lạnh hơn. Nếu miền Nam đó mà tới mùa đông bên kia đó là tháng... Mùa đông đó là tháng 6, tháng 7, tháng 8. 6, 7, 8. Tháng 8 lạnh nhất. Yeah. Nó ngược hẳn với bên mình. Từ, với anh với tôi. Ở Nam bán cầu mà. Sao với... Đúng rồi. Mình ở Bắc bán cầu. Thành nó ngược với Nam bán cầu. Thì miền Nam đó, du khách rất là đông về vấn đề. Nó có những cái ski field. Chơi ski rất là nổi tiếng. Vâng, trực tuyết đó. Cho nên tôi sống nước đó. Cho nên cái bầu khí thiên nhiên và khung cảnh nó làm cho mình cảm thấy mình... Phải nói mình dễ chịu. Yeah. Và cái mà tôi không cần phải nói... là cái không khí tự do. À. Tôi trả tất cả đời tôi chỉ vì không khí tự do. Cho nên tôi thấy khi mà hưởng được cái tự do đó, dĩ nhiên nước Mỹ thì cũng vậy thôi. Nhưng mà nơi mình sống á, mình vẫn thấy nó thoải mái. Nữa. Đó là lý do tại sao tôi trả. Thưa Linh Mục là ở bên đó người Việt mình có đông không? À, thật sự khó nói. Có thời gian họ đi Úc hết à. Họ ở đó rồi, họ qua Úc bởi vì biết cái định luật hấp dẫn. Nơi nào to thì hút nơi nhỏ thôi. Bà con Úc rất đông. À, nó có sinh hoạt... ra quy củ và nhất là cách sống và thức ăn, cho nên đa số người mà Tân Tây Lan cứ họ cứ đi đi về về thôi. Tôi nghĩ bây giờ nó còn chừng xe tôi nghĩ còn chừng 2 hoặc 3 ngàn người Việt Nam thôi. Ít lắm. Cho nên những cái sinh hoạt về chính trị hoặc là về chợ búa này kia thì nó không có rầm rộ mà tất cả nó thu hút của Úc Quỳnh. Vâng. Mình thấy cái New Zealand này, cái số dân thì có 5 triệu, tôi còn thua Đài Loan này. Yeah. Đài Loan tới 23 triệu. Không? Đúng rồi. Thì như vậy, tức là cái nước này cũng khá đặc biệt. Yeah. Mà có một vị linh mục luôn luôn đấu tranh cho tương lai Việt Nam. Yeah. Ở đó. Bây giờ thì linh mục về hưu rồi. Tôi về hưu đến 2 năm rồi. Tôi coi giáo xứ và Cộng đồng Việt Nam trong 30 năm. Đúng 30 năm. Tôi đến đó vào năm 1990. Theo lời mời của ông Bishop ở Auckland. Và tôi đã sống và làm việc đó bao năm rồi. Trong thời gian đó phải nói là tôi được sự hỗ trợ rất là nhiều. Bởi tôi nhớ là khi mà ngày đầu tiên tôi đến New Zealand đó, thì chúng tôi thảo luận với ông Bishop. Tôi nói rằng đó, thì mặc dù tôi làm việc đây, nhưng mà tôi xin phép ngài một năm cho tôi được vắng mặt thời gian để tôi qua với dân tộc tôi ở bên Mỹ và bên Âu Châu, bởi giờ nó đông. Thì tôi trình bày vấn đề dân tộc của mình, ông không hiểu gì đâu. Thì ngài nói này, tôi nhớ câu ngài nói hoài. Đức Giáo Hoàng John Paul II là người Ba Lan. Ngài đã cố gắng tranh đấu cho dân Ba Lan của ngài. Thì cha là người Việt Nam, tôi nghĩ cha phải có bổn phận đó. Và tôi hết sức lời sắp bôi cho tôi, cho cha. Và nói câu nó hơi nhớ lại cũng xương ngài lắm. Lần đầu tiên tôi đi Mỹ, chú tôi chưa có tiền, thật sự đó, chưa tiền bạc hết. Ở trại tị nạn qua tôi mang 20 đô la qua đó mà. Thì ngài cho tôi $500.
để phụ quý, à, quý lắm quý mà quá. Hồi năm nay để phụ bộ vé máy bay đi Mỹ đó là ngày 15 tháng 6 năm 1992 tôi qua Mỹ đầu tiên phải không? Thành ra bây giờ ngày thì thay rồi và trở thành bản thân của tôi. Đặc biệt, rất đặc biệt. Vâng, bây giờ mình nói về một câu chuyện mà nó cũng tương đối hấp dẫn đó, là tác phẩm mà tôi gần giống như là mang cả cái tâm tư của linh mục đã được một nhà xuất bản ở bên Anh. Vâng. Người ta in thì cái công việc đó như thế nào? Anh có hình ảnh không? Dạ không anh, không có cái đó. Bây giờ để xin linh mục lễ nói sơ về cái phải nói là rất là đặc biệt, một cái tác phẩm người của người Việt ở Tân Tây Lan như là của linh mục lễ tôi phải sống đó, cái quyển mà tiếng Việt, mà chút xíu nữa đây mình sẽ nói bằng cái ấn bản tiếng Việt, tại vì cũng có nhiều người có thể trong số thính giả đây và có rất là một số người Việt chưa đọc, chưa có cơ hội đọc cái đó, chút xíu nữa mình nói. Nhưng mà trở về cái ấn bản tiếng Anh, cái cơ duyên nào thì là có nhà xuất bản ở bên Anh đấy, mà lại muốn xuất bản cái ấn bản tiếng Anh của quyển tác phẩm Tôi Phải Sống, bút ký Tôi Phải Sống của linh mục? Đúng, anh hỏi thì tôi trở lại câu nói của Dung Bình là cái gì có duyên cả. Khi mà tôi cho phát hành cuốn sách tiếng Việt cách đây 20 năm đó, thì mở ra ngoặc điều này nói thì tôi phải vỗ vai anh Bảo, tôi cuốn sách nó không ra đời nếu không có anh bạn thân của tôi. Thì nhờ anh Bảo tiếp tay đủ mọi thứ mà cuốn sách tôi ra đời cách đây 20 năm. Và cũng xin mở ra ngoặc luôn, nó trở thành một cuốn sách bán chạy nhất trong lịch sử văn học Việt Nam hải ngoại. Đó là điều mà... Được bao nhiêu quyển? Tất cả là 57.000 quyển. 57.000. 57.000 quyển thật sự đó. Nó đồng bản cũng có 54.000 thôi. Còn 3.000 cuốn sau cùng đó thì tôi in ra bìa cứng đẹp lắm, để tôi tặng cho đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Đó là cộng chung tất cả là 57.000. Chứ còn thật sự là không tới. Phát lên 54.000 thôi. Thì sau đó rồi thì bắt đầu một khuôn mục dịch ra tiếng Anh. Tôi nghĩ rằng cần thiết nhất là phải phổ biến cho người ngoại quốc hiểu bức tranh đó. Dịch rồi, sửa tới, sửa lui, sửa được. Cái đây 2 năm, một bà giáo sư ngôn ngữ người Mỹ, bà retire rồi, bà có chồng bên New Zealand, bà đọc được một phần những bản dịch của tôi trước đây, bà thích quá. Gặp tôi thì nói, cha, đây là cuốn sách đối với tôi, nó quá hay. Bây giờ tôi xin cộng tác với cha để làm này cho đi xa hơn. Tôi nói thiệt sự tôi không biết đường bước lối đâu, bà mới giúp tôi. Rồi bây giờ sau khi bà làm rồi, bà mới gửi gọi là chào hàng đó. Chào hàng thì bà gửi qua bên Anh Quốc, có nhiều nhà xuất bản. Thì cái nhà xuất bản, nếu quý vị có cái internet bấm lên được xuất bản Austin Macaulay Publishers, Austin Macaulay Publishers ở London nhận và đã ký contract với tôi. Và theo contract đó thì cuốn sách đó phải ra đời vào cuối năm nay, nghĩa là 241 ngày kể từ ngày ký contract. Thì đây là một tin rất là mừng cho tôi, và phải nói là cũng là một cái tin mừng chung cho tất cả những người có cái nhìn về đấu tranh cho dân tộc. Bởi đây không phải là cuốn memoir, không phải là cuốn ta kêu hồi ký, không phải, cũng không phải là một cuốn truyện fiction giả tưởng, mà đây là câu chuyện cuộc đời người, cái nhìn của tôi về hoàn cảnh dân tộc Việt Nam chúng ta qua các thời đại từ ngày tôi có trí khôn đến giờ này. Thứ nhất là thời gian tôi dùng là cái chữ kinh hoàng khi tôi đã trải qua 13 năm trong nhà tù Cộng sản, để cho thấy rằng đó cái bộ mặt thật của cái chế độ mà thế giới đang bị lầm lạc đó nó như thế nào, cho thấy rằng đằng sau tất cả những cái gì mà những cái sự đẹp đẽ của những cái sự trang hoàng như là những ngôi nhà thờ rất đẹp tại Việt Nam, những buổi lễ tổ chức rầm rộ đó, đằng sau nó là cái gì? Đằng sau là cái gì? Và có phải tự nhiên rằng á, người ta nói là bây giờ dưới chế độ Cộng sản đó, giáo hội của Việt Nam phát triển chưa từng có, nhà thờ huy hoàng, những buổi lễ Giáng sinh tổ chức chưa từng có, rồi những buổi sự tất cả đó nó là cái gì phía sau? Và thưa quý vị, trong tất cả những người đó, chỉ có người nào sống trong đó, chịu đựng trong đó và nạn nhân trong đó mới có thể có một cái nhìn nó rõ rệt và cái phân tách cho nó chi tiết được. Đó là công việc của tác phẩm Tôi Phải Sống, mà được chỉ tiết anh là I Must Live, tôi phải sống. Đó là ba cái chữ mà tôi đã dùng cho cuốn sách của tôi đây, thưa anh Bảo và thưa anh Du Miên. Thì như vậy là mình chưa biết bao giờ xâm phạm cái sông đó không, đó là
phải do tôi thôi, là bởi vì thế này, gửi đi rồi gửi về sửa lại, ôi họ sửa lắm anh ơi, họ sửa nhiều lắm, không phải là sửa câu chuyện đâu mà sửa văn. Mình ở nhà mình đọc thấy đã được rồi, anh ơi tới chừng họ đọc sửa lại tôi thấy thấy mình nhà quê ghê lắm, họ viết hay lắm anh ơi, mà đáng đồng tiền người ta. Vâng, cái vấn đề mà sách mà dịch đó, bên tiếng Anh đó, người ta dịch xong rồi họ phải chỉnh rewrite lắm anh ơi, rất là nhiều. Peter có thể lấy cái hình cuốn Tôi Phải Sống Tiếng Việt Nam tôi mới vừa gửi cho Peter đó để cho chúng ta nhìn thấy cuốn sách đặc biệt này. Và cái nhà xuất bản đó ở bên Anh, và họ sẽ phân phối trên cái hệ thống của họ trên toàn thế giới. Vâng, đây là một nhà bản có thể nói là lớn nhất trên thế giới về tiếng Anh. Vì thế đó đó, và họ có một hệ thống trong tất cả cái biểu sách của tôi đấy. Trong tất cả các thế giới nơi nào nói tiếng Anh. Vâng. Thì họ tôi phải đóng số tiền cho anh Du Miên ơi. Yeah. Đóng số tiền để họ mướn một cái panel, tức là một ban đọc sách, 5 người đọc xong rồi họ posting. Thì điều mà tôi xin có thể thánh diện mà xin chia vui anh đó, là họ gửi thơ cho tôi đó, cuốn sách của cha đã được 5 người posting 5/5, và họ nói rằng nếu mà được 4/1 á là quý, 3/2 là thì xuất bản, mà 5/5 đó là hiếm có. Cho nên đó là một tin rất là vui. Tôi hy vọng rằng nó sẽ đánh động được cái cặp mắt của những người đọc sách ngoại quốc và trở thành rất là phổ biến. Mà những nhà xuất bản tôi thì họ phổ biến rất rất là nhiều sách chứ không phải như Việt Nam mình. Vâng. Khắp nơi. Vâng. Đây là cái bìa sách của tôi tiếng Việt đó. Vâng. Vâng, thưa cảm ơn Linh Mục Nguyễn Hữu Lê. Chúng tôi sẽ nghỉ một vài phút cho đài quảng cáo và trong phần kế tiếp chúng tôi sẽ quay trở lại chương trình. Để tiếp tục những câu chuyện của Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ, một nhà tu bây giờ thì ngài đã về hưu, nhưng mà khi mà ngài đến bên Tân Tây Lan thì ngài cũng xin phép vị chú chiên ở đó để hoạt động. Thì vị chú chiên đó cũng đã giúp cho ngài để hoạt động không phải chỉ có trong vấn đề tôn giáo mà đi hoạt động cho cộng đồng khắp nơi. Thì bây giờ trở lại với câu chuyện mà cuốn sách này, anh Trần Quốc Bảo, anh biết nhiều hơn về cái cuốn sách tiếng Việt Nam cũng như là cái dự án sắp tới, có thể chúng ta trình bày thêm cho khán giả biết. Và nhất là những quý vị nào chưa mua được một cuốn sách, thưa quý vị, theo chỗ chúng tôi biết, chúng tôi cũng là người viết sách, chúng tôi cũng làm việc trong Thư viện Việt Nam, cũng có nghiên cứu rất là nhiều. Có thể nói là cuốn sách của Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ là cuốn sách bán chạy nhất từ trước đến nay. 57.000 cuốn mà ở ngoại quốc nó không dễ đâu. Ở trong nước bây giờ chỉ 1.000 cuốn, 2.000 cuốn, rồi họ tái bản vài ba lần thôi. Nhiều lắm là 10 lần thôi, cũng không có đến có số nhiều như của Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ. Mời anh. Vâng, thưa anh Du Miên và thưa quý vị, cái quyển Tôi Phải Sống thì chắc chắn là quý vị cũng không ít thì nhiều cũng đã nghe. Và hiện tại xin đây một lễ cho biết là nếu quý vị có thể xem nó ở trên, có thể nghe nó nữa bằng YouTube ở trên Internet, quý vị cũng có thể nghe nó được và nghe được chính từ Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ đọc cái quyển tác phẩm đó. Thưa quý vị, nhưng mà sở dĩ bán được một số đông như vậy thì ngoài ở tại những địa điểm lớn như là ở Houston, Nam Cali, đương nhiên Leo Sài Gòn, Bắc Cali, San Jose, Washington DC, phải nói rằng là Linh Mục Lễ đã đi rất là nhiều địa phương để giới thiệu nó. Như tôi biết là hình như cũng khoảng 44 nhà chúng tôi cũng giúp để mà dàn xếp các nơi đó, 40-50 chỗ mà ở khắp nơi trên thế giới, ở bên Âu Châu, ngay cả những thành phố nhỏ có cộng đồng người Việt. Đúng. Thành ra cái số lượng tiêu thụ rất là cao là như vậy. Vâng, xin nói rõ với anh em mình là thật sự đã bán ra đó là 54.000 cuốn thôi, nhưng mà có 3.000 cuốn sau này tôi rất là đẹp để tôi tặng cho đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, coi như món quà của tôi, bởi Lời Sông Núi cũng là một phần là của tôi mà.
thì bây giờ nó còn đó. Thì cũng xin nói rồi, người ta biết đến tôi phần nhiều đó là qua câu nói anh Bảo lúc nãy. Và câu nói này tôi cũng có sự trối ghi mộ tôi đó, trước khi linh mục tôi Việt Nam. Cho nên đó, người ta biết tôi có hai điều. Một là ông cha Sài Gòn, khi nói cha lễ người ta nói ông cha Sài Gòn, đúng đại tên Sài Gòn đó. Tôi là cái người hết sức là quyết tâm trong vấn đề đặt lại vấn đề tới thành phố Sài Gòn thương yêu chúng ta, phải tẩy trừ cái tên Thành phố Hồ Chí Minh đó là thứ nhất. Từ ta biết tới cha lễ là ông cha Sài Gòn. Thứ nhì, người ta biết tới tôi đó bởi ông cha Tôi Phải Sống, bởi cuốn sách này nói là cuộc đời của tôi. Thì ở đây không biết còn nhiều giờ, tôi phải nói chút xíu để mở ngoặc, để tôi phải nói là tôi tri ân anh bạn của tôi. Cuốn sách này không ra đời được nếu không có anh Bảo. Khi tôi in 3.000 cuốn thì có một người quen với tôi cũng là từng xuất bản sách, nói là cha lễ ơi không được đâu, cho để giá 35 đồng không được, cho ghi 20 thôi. Rồi ghi sách của con đây này, con in ra 3.000 cuốn bán hôm nay là 2 năm cũng còn quá phân nữa. Tôi sợ, tôi nói chuyện Bảo, anh Bảo nói cha lễ ơi, sách của cha không thể bán 20 được. Nếu cha không ai mua, tôi sẽ lấy hết sách đó. Trời ơi, như vậy là mai mốt tôi xuất bản, tôi sẽ nhờ anh Bảo. Yeah, tôi sẽ nhờ anh Bảo. Mai cho anh không phải nợ. Vâng, thì trong 3.000 cuốn đó, tôi ra mắt chữa 4 lần hết sạch. Hết sạch, mà trong khi trong nước Mỹ còn 18 chỗ nữa. Một câu chuyện mà tôi vâng, nghĩ. Bây giờ trở lại cái chuyện bây giờ muốn xem hay là muốn nghe ở trên YouTube vâng, như thế nào? Bây giờ phần tiếng Việt đó thì tôi edit nhiều rồi. Dài hơn có nhiều và phải nói chi tiết hơn nhiều. Nếu bà con nào mà chưa có dịp đọc mà muốn nghe đó thì xin mở YouTube ra, có cái mặt tròn tròn cái thú kính lúc đó, bấm vào đó một cái và đánh tên là Tôi Phải Sống Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ. Tôi Phải Sống Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ, nó sẽ lộ ra 9 cái tập, mỗi tập chừng 3 tiếng đồng hồ, nói chung dài tất cả là chừng 25 tiếng đồng hồ. YouTube. Chứ yeah. Mở YouTube ra rồi bấm cái kiến đầu tròn đó, bấm vô thì đánh dưới sợt đó quý vị, sợt đó, đánh sợt đó là Tôi Phải Sống Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ. Đó là cả thế giới bây giờ người ta đang, tôi đã phát hành cái này cách đây một tháng trước khi tôi đi, tức bản cuối cùng đó. Còn bản, nếu bà con nào mà muốn có cuốn sách mà chưa có dịp đó thì bây giờ đó tôi hỏi lại anh em trên đài phát thanh, họ còn một số sách bìa cứng rất đẹp. Xin chiếu lại cái hình số 51 đó để cho có cái chi tiết liên lạc đó. Vâng. Cái chi tiết liên lạc bây giờ thì nếu thì giờ mà có sẵn trên có này, giờ có sẵn để cho chút xíu nữa. Xin ban kỹ thuật chiếu dùm hình số 51 lại đó, ở phía dưới đó có làm lớn cái chi tiết để đặt liên lạc với đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi mà có nhận được cái quyển tác phẩm này đó. Vâng. Đó. Và cho cái chi tiết ở dưới đó thì có đầy đủ hết rồi đó. Thì nếu mà quý thính giả, khán giả nào mà muốn có cuốn sách để cuốn sách bằng chữ in và bìa cứng rất đẹp và coi một thứ kỷ niệm đó thì xin kêu gọi ủng hộ cho đài Đáp Lời Sông Núi. Đây là một cái đài mà chúng tôi đã bỏ công sức rất nhiều trong vòng 11 năm qua, và 3.000 cuốn sách này đó là tôi đã hoàn toàn để yểm trợ cho đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Và tôi thiết tha kêu gọi quý khán thính giả ủng hộ cho việc này. Vâng. Đây Peter cho tôi nói một chút xíu về cái này, vì tôi mới vừa vô YouTube đây. Đây rõ ràng là tôi cầm trên tay đây, đánh chữ Tôi Phải Sống trong YouTube nha. Đánh cái chỗ mà cái search á, Tôi Phải Sống Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ. Đúng rồi. Thì nó hiện ra một loạt chín cái đó, này nó hiện ra một loạt là muốn YouTube. Bấm vô đọc không tốn tiền, đúng không? Hoàn toàn miễn phí, hoàn toàn free, là khỏe quá, không mà nghe chính dọc Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ nữa, cái đó là đặc biệt. Tôi và ca sĩ Sơn Ca, cái này là cá nhân tôi và ca sĩ Sơn Ca hai người đọc cái dài quá chừng trời luôn. Tại sao cứ mà tôi ước mong rằng nó được phổ biến, và khi mà quý khán giả đọc rồi thì xin share thêm cho nhiều người nữa. Đây là điều tôi ước mong. Vâng, như vậy tức là cái phần cuốn sách như vậy chúng ta tương đối đủ rồi phải không? Bây giờ mình qua một vấn đề thời sự đi. Về vấn đề chúng ta mỗi một lần, anh nhớ lần trước đó mình nói chuyện với anh Lý Việt Hùng. Lý Việt Hùng bên Úc cũng nói về cái nước đó là nước Úc.
có can dự hay là có giúp đỡ cho Ukraine không? Thì bây giờ nhờ Linh Mục, hỏi Linh Mục là New Zealand với cuộc chiến mà Nga xâm lược Ukraine như thế nào? Lập trường ra sao? Chúng ta lấy hình nha. Rất là rõ đó là Tân Lan tôi support, ủng hộ rất nhiều cho Ukraine. Bởi vì thấy đây là một cuộc chiến tranh rất là phi nghĩa, và cái đánh động cái lương tri loài người đó thì nước nhỏ thì ủng hộ theo một thế nhỏ thôi, nhưng mà phải nói rằng Tân Lan Lan là support rất nhiều cho Ukraine trong cái cuộc chiến bị Nga xâm lăng này. Và một cái cụ thể nhất là đã nhận một số người Ukraine qua đó để mà định cư bên đó, cái đó là cái cụ thể nhất. Và bằng những cái phương tiện khí tài, theo những máy bay phương tiện gì đó cũng có kêu gọi dân chúng để mà có sự ủng hộ. Đây là một điều tôi rất là hãnh diện mà nói rằng mặc dù Tân Thái Lan là nước nhỏ nhưng chúng ta nhìn thấy vấn đề này đó là một vấn đề lớn của nhân loại, và nước Thái Lan luôn luôn yểm trợ cho cái sự chống trả lại với cái thế lực xâm lăng của Nga đó. Vâng, Peter chiếu dùm cái hình số 61 để cho anh Linh Mục Lễ nói về vị nữ thủ tướng của Tân Tây Lan, một người vị nữ thủ tướng. Đây quý vị thấy. Vâng, đây là bà thủ tướng Jacinda Ardern. Jacinda Ardern là một người thủ tướng của tôi hai nhiệm kỳ rồi. Thật sự thì bà thủ tướng tôi về ngoại hình thì không được hấp dẫn lắm. Nhan sắc đã ít. Thì thôi, tôi không dám nói xấu thủ tướng tôi đâu. Nhưng mà bà ta phải nói là cũng là một trong những người đặc biệt. Làm thủ tướng mà hai nhiệm kỳ bên đó thì anh biết theo chế độ của đại nghị của Anh Quốc đó, có khi anh mà thì hai đảng lớn là đảng National và đảng Labour, thì bà ta là lãnh đạo Labour. Nhưng mà thật sự nói ở đời cái gì đó, con người ta có số nè. Bà ta chỉ là một người phó cho một ông lãnh đạo đảng thôi. Rồi trước đây bầu cử cái đây mấy năm không biết trục trặc gì với ông ta từ chức. Thì bà ta lên thì đương nhiên bà thủ tướng thôi. Mà mới có 31 tuổi lúc lên nè. Bây giờ bà 34 tuổi. Bà 4 rồi, yeah. Trẻ cũng có một đứa con mới sinh ra đâu 5 hay 5 nay rồi, nó cũng bà ta không có gia đình, chỉ có partner thôi. Thì đó là nói đời tư ta, mà nói chung cuộc sống thì câu chuyện mà bà bồng đứa em bé ra trong cuộc họp đúng rồi. Thì nó nổi tiếng thế giới tại vì đó là lần đầu tiên có cái chuyện đó. Thì bà ta thì nói chung là anh biết thì chính trị thì lúc nào cũng có bên đây bên kia, đâu này thích bên nhưng mà đều, thật sự với cái nhân tôi đó, cái nhân tôi nhìn đó thì cái đảng Labour thì nó chú trọng về người nghèo, và có dùng cái chữ nếu mà theo nhận định của tôi đó chứ thì họ có dám mua lòng những người nghèo hơn để mua phiếu, đại khái thôi, chuyện đó thì chuyện chính trị đó đây, nhưng mà dầu sao đi nữa cũng là một người phụ nữ đặc biệt. Nhưng mà bên đặc biệt ở bên Tân Tây Lan đó thì cái dân địa phương đó, cái gọi là thổ dân đó, Maori, và Maori đó, thì Linh Mục cho biết một chút về cái số lượng như thế nào, ảnh hưởng của họ đối với cái chính trường của Tân Tây Lan như đúng thế nào. Điểm này chúng ta cũng nên soi sáng chút xíu, bởi một số khán giả chưa hiểu về cái hoàn cảnh của những nước xa xôi. Chúng tôi nước xa xôi đi, Úc Châu đó thì cũng có người ta gọi là thổ dân. Bên này chúng tôi cũng có người là người gốc gác, bây giờ dân số chừng 15%. Úc Châu thì dân số nó khá đông nhưng mà càng ngày không có tiếng nói, không có tiếng nói nữa, người thổ dân hoàn toàn thế là bị ra đi. Bên này đó thì cái Maori mạnh và càng ngày đó thì trở nên rất mạnh nữa. Thì có thể nói đó là cũng một thế lực nào đó tôi biết rất rõ rồi là Trung Cộng nó backup cho cái số người đó, bây giờ trở thành như là một vấn đề, một cái mối đe dọa rất lớn cho cái sự dân chủ đất nước. Là họ trở thành như một group, họ như thế là gan tức là như là đám bừa đó, tức là họ làm những chuyện mà anh chị, anh chị đó, họ tự phỏng họ là chủ đất nước, rồi thì họ đòi hỏi mọi thứ quyền, mà nhất là mới đây cách đây chừng nửa năm thôi kéo nhau mấy ngàn người vô chiếm quốc hội. Anh thấy đây là một chuyện nó lạ lùng. Chiếm quốc hội làm gì, xây cầu tiêu nó, rồi đua bò heo đó, tức là quý nó làm để cho thấy rằng cái chủ quyền nó muốn làm gì nó làm. Rồi họ đòi nước, đòi biển, đòi cá, tức là họ nói đất nước của họ. Mà bây giờ người ngoại quốc vô đây ký quả ước bất bình đẳng, và cái ngày quốc khánh đó, như thí dụ ở đây chúng ta đó, nước Mỹ đó, ngày July 4 là ngày rất là vui vẻ, cả tưng bừng cả nước. Bên kia ngày gọi là Quang Trung Nghi Đê là ngày ký quả ước đó, 16 tháng 2 đó, trời ơi, thủ tướng sợ chết bồ.
không giữ thì không được, mà giữ thì lại ném đá, nó ném bùn vô mặt người con, lần thủ tướng bị đánh này, cái chuyện này không thể chấp nhận được. Đó là vấn đề cái sự khó khăn mà đất nước Tân Tây Lan đang phải trải qua. Nhưng ông lãnh tụ của đảng Nixon bây giờ cũng nói, nếu tôi lên đó, tôi sẽ dẹp hết cái này. Ông ta có lẽ cũng được một sự hỗ trợ mạnh mẽ đó. Thì ông ta, đây là cái niềm hy vọng của, đó là hoàn cảnh về chính trị ở bên, anh hỏi về vấn đề người, người Maori, gọi là người Maori. Maori, vâng. Bác thưa, cảm ơn Linh Mục Nguyễn Hồ Lê. Rất tiếc là chúng ta đã qua được một cái chương trình một tiếng đồng hồ. Cảm ơn Linh Mục và hy vọng rằng khi cuốn sách bằng tiếng Anh đó, đó. Sẽ có một dịp Linh Mục lên đây có thể ra mắt ở địa phương. Trước khi đó thì chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại khán giả của đài VNTV. Xin mời Linh Mục chào khán giả của đài. Xin chào tất cả quý khán giả. À, trong sự thân ái này thì nếu tôi nói trong thời gian nó có gì mà nó hơi lục cục thì bay tha thứ cho tôi. Thật sự tôi là một người nói chuyện với tất cả tình thân ái anh em thôi. Xin kính chào tất cả. Và ngày 30 tháng 11 này tôi trở về bên New Zealand. Hẹn một ngày đẹp trời nào đó chúng ta lại tái ngộ với nhau. Xin trân trọng kính chào.